Chào mừng anh em đã đến với Minh Phụng Music. Trong tập kỳ này, mình sẽ cùng mời anh em đến với một video ngắn, gọn nhưng vô cùng ý nghĩa như lời tự sự của anh em mình về một chuyến vận chuyển hàng từ kho lên xe 16 chỗ sẽ như thế nào. Nào cùng bắt đầu video thôi. Đừng vào kho hôm nay hơi lầy lội và ẩm ướt vì chúng mình vừa trải qua một trận mưa do cơn bão tháng 8. Hôm nay Minh Phụng sẽ vận chuyển 2 cây piano điện đến từ nhà Kidman KS1, một thương hiệu piano lớn đến từ Vương quốc Anh. Khung cảnh bên trong phân xưởng kho hàng công ty Minh Phụng tụi mình nhìn sướng mắt quá đúng không anh em? Số lượng hàng đang được đóng gói để vận chuyển cho khách hàng vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Đây là những cây piano điện và organ đang được đóng gói sẵn trong thùng. Còn bên trong, sau lớp cửa, chính là nơi những anh thợ kỹ thuật chuyên nghiệp của team đang kiểm tra và sửa chữa. Những mẫu piano cơ đến từ hàng trăm thương hiệu lớn có tuổi đời lên đến hơn 20 năm đều được phục hồi ở trạng thái tốt nhất, đem đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người chơi. Xe đến rồi, cùng khiêng KS1 ra xe thôi. Với những khách hàng thân quen của kênh thì cây piano này đã quá quen thuộc nên thời gian có hạn, tụi mình phải vận chuyển nhanh để kịp thời đi ra đến bãi xe, giao đến khách hàng xa. Vì thế, khi có thắc mắc về mẫu piano hiện đang có giá 11 triệu này, các bạn hãy gõ từ khóa KS1 trên kênh Minh Phụng Music để theo dõi rõ và đầy đủ nhất về những tính năng cũng như chế độ bảo hành vô cùng chất lượng mà đội ngũ Minh Phụng đã làm trong các clip về piano này. Cẩn thận mang đàn lên xe, các bạn cũng có thể thấy quà tặng theo đàn là ghế piano cao cấp, kiểu dáng sang trọng, ngồi thoải mái khi chơi, được team đóng gói vô cùng kỹ càng. Hết video rồi, nếu có thắc mắc gì về Kidman KS1, mọi người đừng ngại comment để được chúng mình phản hồi nhanh nhất, hoặc có thể liên hệ qua hotline 0919768606 để được tư vấn nhiệt tình nhất từ đội ngũ nhân viên công ty. Và đừng quên like, share, subscribe để đón chờ những tập hay hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.